Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ trình bày cách làm cơm rượu từ cơm nguội và mang rượu. Mình sẽ xài cái cơm rượu đó để mà mình làm bánh bò rễ tre. Cách này mình dựa theo công thức của Auntie Yochana. Mình có thể đã thay đổi một số để phù hợp với yêu cầu riêng của mình. Đó là rễ tre phải thẳng từ đáy lên đỉnh, không có bị tổ ong hay là bị một cái lớp nằm ngang trên mặt. Mang cơm rượu tạo ra cho bánh bò có một cái vị ngọt thanh, thơm mùi trái cây, thoang thoảng mùi rượu và vẫn phất vị chua nhẹ. So với công thức của Auntie Yochana thì thời gian lên men của mình đã giảm bớt đi và mình tăng cái lượng bột cái lên. Mình không có xài nước tro tàu. Sau công thức này thì mình sẽ làm thêm một cái công thức trực tiếp không qua giai đoạn làm bột cái. Bây giờ mình mời các bạn theo dõi cách làm men cơm rượu và bánh bò rễ tre của mình. Thì trước tiên cái việc làm là mình sẽ làm cơm rượu, là mình xài một viên men rượu. Một viên này tương đương với một muỗng canh và cân thì nó nặng là 10 gram. Mình đem tán nhuyễn cho nó. Rồi sau đó mình sẽ xài 200 gram cơm nguội. Nếu nhão thì càng tốt, nếu không nhão thì thêm nước vô. Mình sẽ cho vô trong một cái lọ thủy tinh sạch đã sát trùng rồi. Thì mình cho vô 2 muỗng cà phê đường. Rồi mình trộn sơ nó. Bây giờ thì mình đổ vô 1 muỗng canh. Cái men rượu này thì mình sẽ để link, các bạn có thể mua trên Amazon, còn mình mua này ở tiệm Việt Nam cũng 3-4 năm trước rồi. Mình cho vô 1 muỗng canh nước. Nước này cũng nước sạch, nước uống được á. Đây là lần đầu tiên mình làm men cơm rượu mà từ gạo chứ không phải là nếp. Sau đó mình đậy, nhưng mà mình không có gài kỹ để nó lấy oxy, để mà nó tạo ra đường. Mình sẽ bỏ vô trong nồi Instant Pot này 36 tiếng đồng hồ. Bây giờ là sau 28 tiếng mình thấy nước nó đã tạo ra được rồi. Và nếu mà bạn không có nồi Instant Pot á, thì bạn để ở nơi nào ở trong nhà ấm ấm á, thì cỡ 32 ngày, tức là 48 tiếng đồng hồ. Cũng không có đậy nắp, mình đậy hở hở thôi. Nếu mà bạn đậy nắp á, thì cỡ chừng 5-7 tiếng ha, là 12 tiếng bạn phải mở ra cho nó có oxy vô. Rồi, coi như là xong cái phần thứ nhất là làm men cơm rượu đã xong. Bây giờ mình sẽ chuyển qua cái bước thứ hai là gầy cái men bột cái. Mình sẽ lấy 60 gram men cơm rượu mà mình đã vừa làm xong đó, vừa nước vừa cái luôn. Rồi mình cho vô 100 gram tinh bột gạo. Nếu mà bạn mình thì mình xài gạo mình xay. Rồi bạn cho vô 100 gram nước. Nếu mà bà gạo mua thì mình thấy cái bao gạo mà gọi là rice stock của Vĩnh Thuận á, thì bạn xài đó. Còn ở Việt Nam mình thấy cái loại bột mà lục cục á, là tinh bột gạo á. Mình xài cái tự gạo ngâm xay của mình. Theo công thức của cô mà Auntie Yochana đó, thì cô là làm, có để là 16-17 tiếng đồng hồ gì đó. Nhưng mà mình thì xài IP Yogurt Less này, mình xài là 4 tiếng đồng hồ. Mình nghĩ 4 tiếng là quá đủ, bởi vì yeast nó ăn bột, ăn tinh bột để nhả ra đường. Mà mình có chút xíu đường, chút xíu tinh bột thì làm gì tới 14 tiếng. Bạn thấy không, chỉ có 4 tiếng đồng hồ là nó đã gấp đôi lên rồi. Thì mình thấy đủ rồi, mình lấy ra. Đó, sau khi 4 tiếng là ngửi rất là thơm luôn. Rồi bây giờ mình qua cái bước thứ ba là mình hỗn hợp. Mình tạo ra cái hỗn hợp bột gồm có 220 gram tinh bột gạo, 230 gram nước với lại 30 gram bột năng
30g bột năng thì tương đương với 3 muỗng canh. Rồi mình trộn trong cái ly mình có sẵn, tại mình có bột mình để sẵn trong này thì lát mình sẽ chuyển qua cái tô để cho dễ trộn hơn. Nói chung là đây là cái hỗn hợp gồm bột với nước thôi. Bạn có thể là không xài bột năng cũng được, hoặc là bạn có thể tinh bột các loại tinh bột khác. Bây giờ thì mình chuyển qua cái tô bự. Sau đó mình sẽ nấu nước đường, là cái bước thứ tư. Nấu nước đường thì mình xài 200g đường. Trước kia mình xài với cái số lượng bột này mình xài cỡ là 100, nhưng mà nay xài có giết sinh nãy ăn đường dữ lắm. Thành ra mình sẽ cho vô 350 nước để mình nấu sôi lên, nấu chủ yếu là để tan đường, và cũng lấy nước sôi đó để làm coi như là làm bột luôn, cho nó chín sơ sơ bột nữa. Bây giờ nước sôi lên rồi, nước đường sôi lên rồi á, thì mình múc từng vá nước sôi đang sôi đó mình đổ vào bột, vừa đổ vừa khuấy để cho bột của mình nó khỏi đóng xuống dưới á, để nó chín như nó hóa hồ một mớ. Cứ vừa đổ từng vá và khuấy. Mình đổ nước sôi là bởi vì nó chưa, mình cần hóa hồ, với lại cái thứ hai nữa mình chưa có bỏ men, chứ men mà đổ nước sôi vô là tiêu tùng luôn. Mình không có làm hai tay một lần được. Nếu mà bạn làm hai tay thì một tay múc một tay làm. Rồi sau cái đó là xong. Rồi bây giờ thì mình tổng hợp tất cả lại. Mình sẽ cho men, cái men mà mình đã làm được gồm có 260g á, cái bột cái đó mình bỏ chung vô với lại tất cả những cái gì đường hồi nãy, rồi bột rồi lại, là coi như xong xuôi rồi, bắt đầu chuẩn bị để mà đi ủ lại lần thứ hai nữa. Trước khi mình đem bỏ vô nồi mình ủ á, thì mình bỏ nó qua cái rây, là bởi vì mình cần chà cái bột mà cơm rượu á, có nhiều khi nó chưa tan hết á, thì mình nó còn vướng lên như đấy, thì mình lấy cái muỗng mình đè nó xuống. Mình sẽ bỏ vô nồi này Instant Pot mà mình phải ủ tới 12 tiếng mà nó vẫn chưa thấy bong bóng nổi lên. Lúc đầu mình định ủ là 6 tiếng mà có 8 tiếng, 10 tiếng tới 12 tiếng luôn. Còn nếu mà bạn, mình không biết bạn ủ ở ngoài thì không có phải nồi này thì nó có thể là nhiều hơn nữa. Tại có nhiều người đi tắt á, thì người ta sẽ bỏ thêm men thường vô. Có người thì trong công thức của bà Yojana này á, Auntie Yojana này, bà bỏ vô thêm cái nước tro tàu. Bây giờ thì mình bỏ vô một muỗng cà phê vani, 1/3 muỗng muối, và cho vô một muỗng cà phê dầu ăn. Cái muỗng này muỗng nửa muỗng cà phê, cho nên mình bỏ hai muỗng, tức là thành ra một muỗng cà phê. Rồi mình trộn cho nó đều trước khi mà bỏ vô khuôn để hấp. Nó bột mịn mịn vậy á, nó không có nổi bột bự lên. Rồi mình sợ chuẩn bị là cái nồi hấp của mình bỏ vô cái rác ở trong giữa. Rồi cái khuôn này là 25cm đường kính khuôn tròn. Rồi mình cho vô dầu để mình quẹt chung quanh cái khuôn dưới đáy và bên thành luôn. Vì mình làm mình muốn cái rễ tre nó đi từ dưới lên trên, thành ra mình sẽ không có đậy nắp nó trong khoảng 10 phút đầu. Rồi mình sẽ lấy cái bọt
nó nằm ở phía trên đó, để nó khỏi đóng cái lớp băng ở trên cái mặt mà bánh bò. Nhưng mà các bạn, nếu mà bạn không có quan tâm điều đó thì các bạn cứ để đậy nắp lại, bạn nấu cỡ 20 tới 25 phút là bánh chín. Đó, bánh mình nó nổi lên như vậy á, thì mình sẽ gợn bỏ cái lớp ở trên, là nó không còn bị đóng cái băng cái lớp ở trên á. Cái lớp đó bạn lấy ra, bạn có thể bỏ vô chảo rồi mình nướng lại cũng được. Đó, chỗ nào mà mình lấy sạch á, thì thấy rõ rễ ra không? Chỗ nào còn còn ấy thì nó cái lớp mà cái form á, gọi là cái bọt khí ở trên á. Rồi, mày lấy ra dễ dàng à. Tại khuôn thoa khuôn đó cũng khuôn chống dính nữa. Bạn thấy em rửa tay đều hết á. Rửa tay đi bên hông và đâm vô một khúc. Rồi ở dưới đáy đâm lên. Mình thích cái bánh này là cái hương vị của nó, là nó thoang thoảng, nó cái vị chua, cái vị vị ngọt của nó thanh thanh, chua chua nhẹ nhẹ á. Rồi mình lại thích khi mình ăn á, thì mình ăn giống như là ăn một cái muối bưởi á, tách ra từng sợi á, cái cảm giác rất là thích thú. Ra mình làm cho bằng được, mình thấy cái công thức của cô này nó có vẻ nó cũng ngâm lâu, thời gian ngâm lâu mà chín á, thời gian mà fermented lâu như vậy á, lên men lâu như vậy nó làm cái mùi nó càng ngon. Nó không phải như là cái loại men mà làm bánh mì. Mang làm bánh mì mà bạn để lâu ngâm lâu á thì nó giống như mùi ói á. Rồi nếu mà mình bỏ thêm baking powder hay là baking soda hay là gì vô nữa là cái mùi nó sẽ bị nó khác đi. Ra làm bánh bò, nếu mà bạn đã từng ăn bánh bò mà làm với lại men cơm rượu á, là bạn sẽ thích nó. Bạn không có thích ăn cái loại mà làm từ cái men làm bánh mì. Với lại mình thích cái bánh cái từ đáy lên đỉnh, chỉ có một cái đường thẳng vậy thôi, không có cái lớp nằm ngang như là nằm dọc lộn xộn. Ở bên hông thì nó có đâm vô một chút xíu, nó cũng không ảnh hưởng cái chiều mà từ dưới lên trên. Bên hông á, bạn thấy ở phía trên mặt á, nó có chéo vô một chút. Tay mình bóc mình ăn thì không có sao nghe, khỏi cần bạn ngang tay. Đó, nó thẳng từ dưới bên, ở cái khúc đầu thì hơi rối loạn một tí chứ cũng không có phải là, chứ còn nếu mà mình không có lấy lớp bọt ở trên đó, thì sẽ có một cái miếng bột đó, nó nằm ở phía trên mặt. Rồi cái video mình chia sẻ cái cách làm như thế này, nó dài dòng, ủ là nhưng mà cái khúc đầu á thì chỉ là mình làm men cơm rượu. Men cơm rượu đó thì cơm rượu mà mình làm đó thì thường nó làm bằng nếp. Hôm nay á, thì mình bắt chước cái cô này, mình làm bằng cơm đã nấu chín rồi. Thì nó mất cái thời gian đó là 36 tiếng nếu mà xài IP. Còn nếu các bạn để ở ngoài thì 48 tiếng đồng hồ. Còn sau đó thì mình sẽ ủ cái làm một cái. Bạn có thể sau này mình sẽ đưa một công thức mà không cần ủ một cái, nó cũng làm nhanh lắm. Nhưng mà mình thử theo cái cách của cô này để mình coi thử nó có ra cái hương vị ngon hơn không á. Thì mình sẽ nói với cái video kế tiếp là mình làm không có qua một cái. Bây giờ thì video cũng dài rồi, mình xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye!